Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mẹ Piao. Cái gì mà đầu bếp meo meo lông xù này. Tôi vừa mới vào game thấy cái gì mà đầu bếp thượng hạng. Cái gì mà lần đầu tiên lên sóng ở tiệm vào ngay em nào. Là cái gì mà nhỉ? Oh, wow. Một skin nó chỉ có giá 168 xu bạn ạ. Ây, được nha, được nha. Bạn ơi, 168 xu mà được một cái skin nhìn vẻ bề ngoài có vẻ khá là cute bạn ạ. Đó. Còn như nào hiệu ứng các thứ ra làm sao thì phải trải nghiệm thử biết được bạn ơi. Ok ok rồi, thì ngày hôm nay chắc là tôi sẽ trải nghiệm thử xem cái skin đầu bếp meo meo của Minua mới ra. Đấy, xem là như thế nào bạn nhé. Tôi cũng là tò mò nhìn cute với bạn ạ. Wow. Ui. Trông cũng ra gì ấy nhỉ? Skin giá rẻ bạn ạ. Ok ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký kênh của mèo bé bận ha. Ok. Chiến thôi nhỉ. Mua tặng mua gửi tặng này. Đúng rồi, nhắc bởi nhớ bạn ạ. Cái gì nhỉ? Cái skin đợt trước mà Bonnie này bao tiền nó quên mất tên rồi. Hình như skin Bonnie này giá rẻ hơn hay đắt hơn nhỉ? Skin đồ bếp bên mèo hình như ra cái này hình như 98 xu hay như là ta không nhớ lắm bạn, nhưng mà 198 xu mà nhìn trông có vẻ cute này cũng được đấy. Đọc qua thông tin nhỉ. Đầu bếp meo meo xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong ngành ẩm thực à. Mỗi khi xuất hiện sẽ khiến các food fan phát cuồng với câu nói nổi tiếng của mình là gì đây? Tất cả cá qua bàn tay tôi đều có thể biến thành những món ăn thượng hạng à. Cái đầu bếp này chuyên về làm các món cá các bạn ạ. Ok, cá nướng, cá hấp, cá xào, kể cả sushi, sashimi các thứ, chung là món nào liên quan đến cá thì đầu bếp này vô địch kiểu vậy bạn ạ. Ok, avatar là mở khóa không gì cả. Avatar mở khóa avatar mất thế được à? Hiệu ứng dấu chân để lại dấu chân mèo con. Ok, ở những nơi đi qua dành cho bạn nào mà gì? Mặc dù ở đây có càng cua và bạch tuộc này. Ôi, vậy là không phải chỉ có mỗi cá không đâu, ở đây mình thì có cả cua với cả bạch tuộc các thứ này. Nó vậy là cái đầu bếp này là đầu bếp chuyên về những món hải sản à. Tôi đang thắc mắc kiểu bạn nào không thích ăn cá thì sao ăn, hóa ra là đây là đầu bếp chuyên về các món hải sản bạn ạ. Có cả tôm, cua, cá các thứ luôn, khi ngao sò, ốc hến các thứ đủ cả bạn ạ. Ok thôi, bùa trải nghiệm luôn bạn ơi. Chơi. Ok. Khoe khoe đúng nhỉ? Hay quá. Khoe không bị lỗi skin đấy. Đầu bếp mèo méo meo. Ok bạn ơi. Rồi ơi, khoe liền bạn ạ. Xem thử xem đầu bếp mèo méo meo này nó có gì hay không bạn ơi, dùng luôn nha. Ok. Nhìn kỹ tôi tưởng con chồn bạn ạ. Con gì? Mặt đen đen bận ơi, nhìn cái tai các thứ trong lúc nhìn lướt qua, nếu mà không bảo con mèo nhiều khi tôi còn chẳng nghĩ là con mèo bạn ạ. Tôi tưởng con chồn, con sóc, con gì gì đấy bận ơi. Ok. Con gấu mèo kiểu vậy. Ok, sẵn lên thơm rồi, trà trộn sẵn lên thơm bận ạ. Okay. Nâng cấp đao củ cải bận ạ. Mắc gì đấy, ôi. Một cái map không thể tải được. Wow. NPC luôn hả? Wow. Bắt buộc phải bấm vào nha. À, phòng server là đây bạn ạ. Một cái map mà không thể tải được, bắt buộc phải vào luôn. Ui. Giờ tôi biết là có map kiểu này bạn ạ. À, không cho tải luôn hả? À, hay thế nè bạn ạ. Ok, mình cứ thả tim cái bạn ạ. Có gì lát mình review sau. Ok. Map này nè. Có gì hay không nào? Ông kẹ bưởi, thôi. Cái series ông kẹ của bạn này sợ lắm, tôi sợ mấy map, tôi chưa thử rồi, kinh lắm, ghê lắm, sợ ba lắm, không dám chơi đâu bạn ơi. Bạo hiểm thế nào? Làm mấy map trò chuyện đám cưới kiểu nhỉ? Cái bạch điện đúng không? Có à? Một phần khác ở đây. Ủa bơ, map đám cưới bây giờ chuyển thành map câu cá rồi à? Oh what? Hoàng Yến hay là Ru Z vào Hoàng Yến đi. Ok, Lady First. Nghe tên có vẻ nữ bạn ạ, Hoàng Yến. Chắc là nữ ấy. Rồi. Yo. Hello. Chúc bạn chơi vui vẻ. Ok. Ok bạn ạ. Ôi, map đám cưới bây giờ thành map câu cá bạn ạ. Map đám cưới thành map câu cá rồi. Ok bạn ạ. Ủa, không câu được.
Bố cái nào. Wow, đang ngố đỏ bật ạ. Ok. Ui, sao cái này nhìn hay vậy? Trông nhìn siêu lùn. Bé tí mà nhìn lùn đâu. Ui, bé tí mà ơi. Tôi tưởng là thú cưng đi kèm ạ. Cho nhìn này, bé tí xíu nữa. Skin bé nhất Min Woo kìa. Tôi nghĩ đây chắc là một trong những skin bé nhất, lùn nhất Min Woo. Bạn là skin lùn nhất Min Woo đấy chơi đâu. Hỏi cho bấm này. Khóc hù hù này. Tức giận bạn ạ. Ôi. Thế vươn vai rồi. Ok bấm xoay. Ôi ôi. Hình như mặt vừa thay đổi không? Wow, mặt thay đổi mình kia mặt này. Kì đây. Kì đấy. Nó che mặt tôi. Oh wow. Kìa, mọi người bị đâu hết rồi? Mọi người làm gì mà đi sang bên kia bạn ạ? Ờ, mọi người đi đâu hết rồi bạn ơi? Ok. Bên có đảo mới à? À, đâu mọi người đâu chứ, mọi người đang đi đâu bạn ạ? Không biết là mọi người đang đi đâu bạn ơi. Wow, được của nó bạn ơi. Nè, nằm xuống, xoay vòng rồi. Cái gì? Ok. Wow. Bởi đứng im một chỗ này, hóa tượng này. Hóa tượng chỉ có đơn giản là giơ tay ra rút một con dao bếp rồi bạn ạ. Cầm một con dao làm bếp xong rồi đứng im một chỗ bạn ơi. Đó, nhìn cu tem đấy nhở. Wow, số 8 cái gì ấy? 8 mà vẫy tay chào. Ok, đơn giản thôi. Để xem nào. Ngoài ra bình còn cái gì nữa? Cái gì ấy? Thể hiện võ hộ mới à? Ôi. Cái này mới này. Tôi hình như có nhiều cái mới nha. Cái gì? Wow. Gì? Là bạch tuộc à? Lấy bạch tuộc bạn ạ. Ôi, lấy cái bạch tuộc ra bạn ạ. Lấy bạch tuộc vẫy. Ok bạn ơi, rồi lấy cái xúc tu bạch tuộc ra vẫy bạn ạ. Ok. Ôi, cú chào. Ok. Kính chào quý khách. À. Ok. Ok, vái bốn phương tám hướng. Ôi. Ok. Wow. Wow! Gì? Đúng người ngầu vậy? Bất thân máu bẩn. Wow! Đúng người ngầu vậy? Lại nào? Wow! xin ta. Ố, oh, em! Ố, oh, chỗ e gì ấy? E, bài không e, bấm e bay không nào, như mình này auto click như này, auto click này. Oh, ok. Ê, xem flash không không, nhìn nè đấy, bật thách nè. Ok, cái gì đấy, nhìn lại, xem lại nè, hack nè. Đó, hack nè, nhìn ra. Tờ. Bồi, bay bồ phát tận đâu bạn ạ? Ghê. Ai hack kêu mà kêu. Ghê. Lại. Chết tụi bồi, tôi bay tận đâu bạn ạ? Chết hỏng rồi. Tốc biến như này. Cái này là dùng auto clip mà đó. Auto clip bấm liên tục và chỉ nút cho E kìa. Ảo chưa? Cái này không? Được bạn ạ. Rồi, xong rồi. Này mình chưa? Flat. Ôi. Bởi vì không được xong lên rồi. Rồi, có lại này. Ồ bố, ghê không? Ồ bố. Nhìn nè. Đó, nhìn nè. À, nhảy phát lên này. Từ nè. Ôi, tập biến ghê quá. Ôi trời ơi. Đây, đứng đây, trên cao, đây, đứng đây, nhìn này. Bày một phát trên kia kìa, chạy tim nữa. Bày thẳng chạy tim luôn. Bay nhanh quá, map lock không kịp bạn ạ. Ảo chưa? Bay nhanh quá, map lock không kịp. Vì rượu bạn ạ.
Trời ơi. Ây, bởi cái map này thú vị nha, bởi lời 52 đạp mộng ghê ta. À không phải chuyện nè. Rồi mình chứng cho cái skin này đánh giá là khá là cute bởi lời, nhưng mà không nhìn được Ava nhỉ. Tôi không xem được Ava bạn lại có hiệu ứng nè. Ok. Wow. Wow. Yasuo phiên bản đầu bếp à. Wow. Mỗi tội là không xem được avatar bận lại. Đó, cái này là ok rồi đấy. Rồi, ok bận ơi. Thì chắc là mình nghĩ là video xin phép được kết thúc ở đây bạn ạ. Các bạn có kiến góp gì muốn mập làm dung gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Thử phát nữa nào, nhảy lên này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Ui, bay ảo chưa. Ui, bay còn giật về các bạn ạ.